Thực ra là sau lá chè của ông Tùy thì với những thân tổ này đương nhiên là gì, là mất vững, đương nhiên là mất vững. Đây vậy chúng ta thấy cái hình ảnh của cái này đấy, cả cái cấu trúc xương nó lùi này chè đằng sau nó là ông Tùy thì là nó mất vững. Thứ hai nữa là một cái ví dụ như này, chúng ta thấy từ vỡ từ trước cái này trên lâm sàng rất hay gặp đấy nhé, thực tế vỡ dọc, thường là vỡ dọc ra tận thành sau thì đương nhiên là gì, là mất vững. Hình ảnh đứt tủy trên cổ sơn đó, hình ảnh đây là rất điển hình của quý vị trọng thương đứt tủy. Tóm lại chúng ta chẩn đoán thì đối với chấn thương cổ sơn là về mặt chẩn đoán có hai yếu tố: một, tổn thương vỡ hay mất vững; thứ hai là có thương tổn thần kinh hay không, và nếu có thương tổn thần kinh thì nó ở mức độ nào là yêu cầu để chẩn đoán. Thế thì để phục vụ yêu cầu thứ nhất là có tổn thương vỡ hay mất vững dựa hoàn toàn vào chẩn đoán hình ảnh. Mục tiêu thứ hai là để chẩn đoán thương tổn thần kinh có thương tổn hay không thương tổn, thứ hai là thương tổn mức độ nào thì dựa trên cái gì ạ, dựa trên lâm sàng phân loại laser hoặc là phang kem. Chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ là gì, là gì ạ, thương tổn thần kinh nhé, MRI đấy là, đấy là các cái tiêu chí về mặt chẩn đoán. Và một số các yếu tố ví dụ như là phục vụ cho vấn đề tiên lượng có hồi phục hay không hồi phục thì thực ra nó là cái vấn đề mà người ta rất quan tâm trước một chuyến thương cuộc sống. Bác sĩ không chuyên khoa cũng như là gia đình bệnh nhân bao giờ người ta cũng đặt câu hỏi thì là có hồi phục hay không, nếu có thương tổn thần kinh hồi phục hay không hồi phục thì chúng ta có thể tham khảo một số các cái tiêu chí để mà xác định có thể chúng ta tiên lượng một phần nào. Ví dụ như là khi mà bệnh nhân mà mất hoàn toàn hoạt động cảm giác thì đương nhiên hầu như không hồi phục, mất hoạt động còn cảm giác thì có thể hồi phục, tức là chắc là không kem đấy không kem gì ạ, mất hoạt động còn cảm giác không kem B đúng không thì có thể hồi phục nhưng không bao giờ hồi phục. Đương nhiên là vấn đề có thể hồi phục, có thể sau đấy cái chân, cái chân tay có thể nhích nhích một tí, rồi đưa tròn, rồi cảm giác có thể sờ biết một tí, nhưng mà để mà đi lại được thì hầu như không có, không có. Và cái loại thứ ba là không hoàn toàn, tức là yếu vận động, tức là còn vận động yếu, chân tay yếu thì khả năng hồi phục rất là cao. Mới là cao. Khi nào hồi phục đến khi nào có thể đánh giá được rằng là bệnh nhân hồi có thể hồi phục hay là không thể hồi phục nữa thì tính khoảng năm, tính một năm. Chứ không thể ngày một ngày hai người ta trả lời được bệnh nhân rằng là hồi phục hay không mà khoảng một năm. Sau một năm mà các cái gì mà không hồi phục nữa thì họ mới không hồi phục tiếp. Khá hơn thời hạn cho phép là sau một năm. Đây là một số tiêu chí để xác định thương tổn thủy hoàn toàn. Phần kè A, B. Cái quan trọng nhất chúng ta khám để giúp cho vấn đề tiết lượng mà chúng ta rất ít khi làm là thăm trực tràng. Nếu như chúng ta tăng trực tràng mà cái cơ thắt không còn thì không bao giờ tức là nhão, tất cả cơ thắt nhão thì nếu nó tăng trực tràng khi đi ra nút ở trên trực tràng thì nó có cảm giác thắt vào ngón tay đúng không, nếu như mà nó nhão không còn cái gì cả thì hết, không còn cái gì. Một tháng sau bệnh nhân thấy giật chân, sau khi giật chân thì nhà mừng quá và bác ơi khả năng là em nó hồi phục được thế nó có chân, nhưng đấy là dấu hiệu rất sớm. Chúng ta gọi là tự động thì
Thưa đồng tình, ba dữ liệu ba to, thế chẳng làm gì nó giật. Nhưng mà bảo nó làm nó không làm được. Tự nhiên nó giật co cái đùi vào đùi. Nó co cả chân vào đùi. Nhưng mà lúc bảo nó làm, nó làm. Đấy là dấu hiệu của gì? Thái hóa tủy. Xong một tháng. Thái tủy thì là hết. Còn một số các yếu tố đứng về vấn đề xử trí cấp cứu đối với cổ thì chúng ta biết rồi. Như ban đầu cấp cứu chấn thương cuộc sống quan trọng nhất là gì? Là gì? Là bất động. Quan trọng nhất là bất động. Một số trường hợp nhiều điều rất đáng tiếc là tập quên đó và phải xử lý ngay từ lúc gì cấp cứu nhân lúc bị tai nạn. Các nước nó có một cái tổ chức gọi là tổ chức sửa phát của sông Nguy, tức là khi có tai nạn người dân nó rất là ý thức, nó để nguyên tại chỗ mà nó gọi nó đến chỉ một khoảng 15 phút sau nó hỏi em đến rồi. Có đến thì nó học thuật ngay cái cổ, nẹp cổ. Còn số trường hợp thì nó cho bệnh nhân đặt trên cái phao và bơm phát là toàn bộ cho nó cuốn bên người cứng ngắc luôn, nhiều cũng vỗ luôn cũng chảy hay là cái bất động. Còn mình ấy, thì rất nhiều trường hợp rất đáng tiếc khi khai thác lại là lúc bị tai nạn nó có chất lượng biết tỉnh, co tỉnh dưới chân tay, nhưng về bệnh viện thì hết. Bởi vì sao? Vận chuyển bằng xe mà. Lúc vận chuyển B thì là gì? Người thì bê đầu, người thì cầm hai cái cẳng chân kéo lên. Đây là hết. Đấy là một số trường hợp không biết. Thế còn ngay cả khi đến viện rồi, mổ tủ ngoài một thứ, một B có phòng tỉnh, sướng quá đi mổ. Mổ xong tỉnh nhưng mà liệt tứ chi, chiếc mổ nó cấu nhất phần xài gastro khoảng 11 điểm có nghĩa là gì? Là có đáp ứng vận động đúng không, cấu chân tay co đúng không, cấu gạo cả trường một điểm mổ xong thì nó được vào như tỉnh được rồi. Thế thì đấy là chúng ta bỏ xong. Cho nên nó có một số nguyên tắc về mặt chẩn đoán mà để tránh cái đó. Cái phương pháp bất động thứ hai là kéo tiếp tục. Cái này gọi là polie nhé, nhạc cổ nhé. Hai là kéo tiếp tục. Quan và xong đó dựa trên sang thừa với số một dọc đặt quy. Thì cái phần một số các vấn đề hồi sức thứ gì đấy chúng ta sẽ được chúng ta tìm hiểu. Cái vấn đề phẫu thuật, khi nào phẫu thuật nó có mấy cái chỉ định. Một là có chèn ép đương nhiên của mình. Hai là cái mạch xương chống tủy thì thực ra nó cũng là chèn ép thôi. Thì ngày xưa có quan điểm tôi phải cải chính ngay cái này là từ lâu rồi, rằng là người ta không bao giờ người ta cố lấy cái mạch xương chèn ép, không cố, chỉ có làm tổn thương tủy nặng thêm. Thế là bây giờ một số các quan điểm sai lầm, đây là và bản thân tôi cũng phải sử dụng rằng là cứ nhìn thấy mảnh xương trong ống tủy tức là có thì phải mổ, phải có chỉ định mổ và hỏi. Thường là kết quả mổ nào người ta hay hỏi là cái mảnh xương lấy được không, ngoài không cần thiết được. Sai lầm, chỉ có mục đích là gì, giải ép và mục đích cuộc sống, và quan trọng nhất là cứu cuộc sống. Còn cái gì nó bị cái tổn thương tủy của cái chấn thương nó bị là bị từ đầu, bị ngay từ đầu. Cho nên là đừng có làm tổn thương thêm nữa, tức là anh phải làm vững và đừng có làm tổn thương thêm. Chứ không phải vấn đề là cố lấy mạch xương từ cái mạch xương từ đằng trước lại. 90% là từ cái thân sống nó chèn ra mà anh tổn thương nó đang giật tủy ra như thế, mà anh cố sẽ lấy được mạch xương đấy ra thì chết. Thế đấy là cái quan niệm không đúng, không cần thiết cố lấy cái đó
mà nhiều khi người ta chỉ cần nắn cố định nắn chỉnh lối sống là tự nhiên các cơ mạch nó sẽ trở về vị trí ban đầu, nó sẽ các cái hệ thống dây chằng nó sẽ sau khi nắn chỉnh nó sẽ đẩy cái mạch xương đấy trở về vị trí của nó, không cần phải đẩy đấy không quan trọng. Đấy là cái mà chúng ta phải lưu ý là như vậy. Còn phương pháp mổ thì đấy, giải ép cắt cung sau mở rộng ống tủy và cố định cuộc sống bằng đèn kíp, hai cái cơ bản. Còn một số thì ở đây tôi xin giới thiệu, đối với cổ thì nó có hai cái đường mổ, một là đường mổ trước và đường mổ sau. Trong chấn thương cuộc sống thì người ta ưu tiên đường mổ trước, trong trường hợp mổ trước không thực hiện được thì chúng ta mới làm đường mổ sau. Phần lớn 90% là chúng ta làm đường mổ trước. Để cho nó ta đặt nẹp ngay ở phía đằng trước. Tư điểm là gì? Tư thế EV là an toàn, như nằm ngửa không nằm sấp. Tư thế cơ năng của nó là bình thường chúng ta là cổ hơi lớn đúng không? Khi mà mình nằm úp nằm sấp ở thế này thì nguy hiểm. Cho nên là người ta ưu tiên tư thế cổ và tư thế cơ năng đúng không? Một nguyên nhân thứ ba nữa là gì? Các cái yếu tố gây chèn ép tủy là từ đằng trước chung là từ đằng sau, từ thân đốt sống nó chèn ra sau, đĩa đệm chèn ra sau. Cho nên là ở đằng trước chúng ta sẽ can thiệp trực tiếp vào các yếu tố gây chèn ép tủy. Thứ tư là cố định cuộc sống bằng đường trước, bao giờ chắc hơn đằng sau. Mặc dù chỉ cần một cái đường mổ ngắn can thiệp vào, tức là chúng ta chỉ cần nẹp vít vào đốt trên và đốt dưới là xong, là rất là chắc, vì chúng ta nẹp vít vào thân đốt sống là rất là chắc. Nhưng nếu đi đường sau anh sẽ ép, đương nhiên là anh phải cắt cung sau để ép, anh phải cắt vài đốt. Anh cắt vài đốt thì đương nhiên anh phải nẹp vít vào nhiều đốt, đúng không? Cái đường mổ rất dài, thường là trong đường đi đường sau phải dần đi toàn bộ cái cột sống cổ, ví dụ thế. Thì như thế là nó sẽ gây ra cái gì? Nó làm yếu cột sống, cắt cung sau, cắt đủ cung sau xong là nghĩ. Thứ hai là nó cắt rất nhiều cơ, các cái cơ ở phía đằng sau, cơ gáy. Đấy là một trong yếu tố về mặt cấu trúc, là các cái cơ đấy nó làm cho cột sống nó vững. Nó phải cắt đi, bóc tách, nó làm cho cuộc sống rất là yếu. Thế còn đường mổ trước, nếu chúng ta như nào bạn xem mổ đường mổ trước rồi, hoàn toàn không cắt một tí cấu trúc cơ nào, mà chỉ bóc tách, hoàn toàn bóc tách và cái dây kẽm vén không có cắt một cơ, vén trực tiếp vào mặt trước cuộc sống mà chúng ta sử dụng. Đấy là một số các ưu điểm của cái đường mổ trước. Người ta chỉ đi đường mổ sau khi mà mới phải phối hợp hai đường, cả cổ trước cả cổ sau, thì người ta mới đi được cổ sau trong chấn thương. Thì đấy là một số các ưu điểm. Đây cái nẹp đây là nẹp của đường cổ trước, đấy cổ trước, đấy chặt. Chúng ta lấy cái đệm của cái hai cái đốt sống chặt, rắc chúng ta lấy đi xong chúng ta sẽ hàn cái ghép vào cái đệm này làm cho nó vững. Sau này hai đốt sống này sẽ hàn cứng với nhau, sau đó ta đặt vít ở thân đốt sống. Đây là nghề. Nhưng mà đối với cuộc sống thắt lưng thì người ta lại đi đường cổ sau với đường cổ trước, đi đường sau với đi đường trước vào đường bụng, cái đường ngực rất là chặt, rất lâu và mất rất nhiều máu. Thì người ta lại có kỹ thuật là đi đường sau và bắt vít qua gì, qua cuộc sống, qua cuộc sống. Thì đấy là cái sự khác biệt giữa cuộc sống cổ và cuộc sống thắt lưng. Có ai hỏi gì không ạ? Ai hỏi gì bạn nếu không? Tôi còn dược tiếng nữa để giải thích.